Kẻ săn người điên loạn là một bộ phim của Hồng Kông sản xuất năm 1997. Câu chuyện nói về một sát nhân bệnh hoạn, hắn rất thích hành hạ và giết người, và lần này mục tiêu của hắn muốn bắt một nữ cảnh sát xinh đẹp để cưỡng hiếp, sát hại cô. Bộ phim có nhiều cảnh 18+ nóng bỏng, cùng với dàn diễn viên có thể nói rất đẹp ngày đó.